trân trọng cảm ơn. Một màn biểu diễn tuyệt đối, một màn biểu diễn rất hay. Các bộ công đứng tại sân khấu, xin mời các đồng chí lãnh đạo chúng ta lên tặng hoa. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí Quách Văn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tiên Du và các đồng chí lãnh đạo thị trấn Lim lên tặng hoa chúc mừng đội khiêu vũ.